em cầm không? Còn em cầm xuống đi. Lấy mới có đệm làm ngắn ở góc tường thôi gì? Đệm mới này. Còn góc tường thì còn đệm bé là đệm to của nhà người ta. Đệm to đây là của công việc. Ông nhiều sơn chết nằm cái đệm đấy thì người ta cất trên đấy. Lúc ngủ là thịt mè mà một phần bỏ đi cái đệm của người chết thôi. Cũng sẽ ăn chết đi chứ. Thì cùng định quăng người hết xuống. Định một thằng Linh một đống rác ở trên này, một đống quần áo, cả quần áo trẻ em nó lôi hết xuống. Được. Cái bốc mộ. Thì nên bê đệm tối sang đi nằm, lấy cái đệm cũng còn nằm. Cái đệm đủ làm thế đó. Thoải mái nhỉ. Cái đệm xinh xanh mà em là làm mình hay làm ấy, mình không thường lên mê. Đi làm cái chăn đi. Chăn đây đấy. Nghe em mở. Cô đồng ý đây, mày đi gặp anh chút rồi. Mua đắt rồi.